Con nào 85 triệu anh? Con này vừa thấy anh chủ chó bán bảo là 85 triệu con này các bạn. 85 triệu. Con đực các bạn, con chó đực. Ui giời. Anh ơi, con đấy 85 triệu thì mấy cái con này thì giá khoảng bao nhiêu ạ? Con này công su này, con này có 3 triệu này. À, con này rẻ hơn ạ? Trong lồng này 3 triệu này, con này 6 triệu này. À. Nó tùy vào độ đẹp, độ xấu của từng con chứ không phải con nào khác được. À vâng. Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với Ado TV các bạn. Buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời các bạn cùng mình khám phá phiên chợ phiên độc nhất tại Việt Nam các bạn. Đó chính là chợ phiên Bắc Hà. Một cái phiên chợ phiên diễn ra vào buổi sáng chủ nhật hàng tuần. Và có quy mô rộng nhất và lớn nhất của Việt Nam mình. Và đến đây thì bắt đầu bước đi vào chợ thì các bạn thấy không ạ? Đoàn người tấp nập đông đúc. Đến đây là cái khu vực chợ chó các bạn nhé. Cái khu vực này còn ít người lắm. Các bạn hôm nay đi cùng mình. Và ở cái khu vực này thì mọi người sẽ bán chó, những giống chó mà có trị giá đến hàng ngàn đô, đến vài ngàn đô một con các bạn. Đó. Thì các bạn đi vào đây với mình. Ở đây thì các loại chó luôn các bạn này. Một dãy luôn nha, đằng này nữa, còn nữa nha các bạn nha. Cái dòng chó này là, nó là mông cộc ạ. Ví dụ con này thì nó có giá khoảng bao nhiêu tiền ạ? 4 triệu. 4 triệu một con này các bạn, dòng mông cộc. Cái con này thì nó mấy tháng tuổi anh? Sao nó hiền? Gần 2 tháng. Gần 2 tháng. 4 triệu một con các bạn này. Cái này có phải thuần chủng chưa anh? Cái này là chuẩn mông đấy. Chuẩn mông thuần chủng đấy không? Dạ vâng. Ờ, trong đây là 4, 16. 16 triệu rồi các bạn. Trong này là 16 triệu cả. Mà nó hiền thế nhỉ, nó ăn gì gì à? Đang đi chợ. Rồi các bạn đi cùng mình sang bên này nữa nha các bạn nhá. Những cái dòng này là dòng thường thường đây này. Chào các cô. Ui, có con cún này đáng yêu thế. Ô, này. Con đực. Con này bà bán bao nhiêu tiền bà? 1 triệu. 1 triệu một con. Nó hiền đấy nhở. Con đen này cũng đáng yêu này, nhỏ ướt hết à. Con này thì bao nhiêu? 1 triệu 3. Ồ, con đen này đắt hơn à? Chó đen này đắt hơn các bạn, con này 1 triệu 3, 1 triệu 3. Ồ, ồ. Cái kia đây là khác rồi các bạn. Vâng, chào cảm ơn nhé, chúc bà mua ai bán đắt. Ồ, ở trên này nữa, một dãy nữa các bạn. Ờ, cái khu vực bên này này, cái khu bên này mà mọi người chỉ là cái khu vực mà chó đắt nhất này các bạn. Đi lên đây. Ui, các bạn có nghe thấy gì chưa? 85 triệu. 85 triệu gan thua thì nó có con 150 với 102 triệu rồi. Con nào 85 triệu anh? Con to. Con này vừa thấy anh chủ chó bán bảo là 85 triệu con này các bạn. 2.000 đô các bạn. Ở đâu? 4.000 đô chứ? Gần 4.000 đô. 85 triệu. Con đực các bạn, con chó đực. Ui giời. Anh ơi, con đấy 85 triệu thì mấy cái con này thì giá khoảng bao nhiêu ạ? Con này công su này, con này có 3 triệu này. À, con này rẻ con hơn ạ? Trong lồng 3 triệu này, con này 6 triệu này. À. Nó tùy vào độ đẹp, độ xấu của từng con chứ không phải con nào khác được. À vâng. Tùy vào từ đúng rồi, vừa rồi mình thấy hai mấy con cầu kia thì nó là hai những cái con
con mà nó không truyền màu như chân nó tứ mục này, gọi là chó tứ mục. Tứ mục thì nó sẽ rẻ hơn, những cái con này nó đỏ tuyền hết. Dạ vâng. Từ đầu chân nó một màu ấy, nó giống. Dạ vâng. Những cái con đỏ tuyền như này thì to, chất đuôi nó thì nó bông như cái chổi này. Dạ vâng. 85 triệu con này đây anh ơi. Mua luôn em ơi. Con này mới có 9 tháng rưỡi thôi. 85 triệu. Dạ vâng. Nó có to nữa không anh? Bây giờ nó phải mới được 24, nó phải lên tầm này, nó béo lên. Nó lên khoảng tầm 30 cân các bạn. Và con này thì chưa được 1 năm, 9 tháng rưỡi mà to như này rồi. Các bạn nhìn ánh mắt của nó này. Nào ra đây. Theo như anh chủ chó bảo là phải có màu đỏ tuyền cả thân và mắt nó sáng các bạn. Mắt nó trong, nó sáng thì sẽ có giá cao hơn và lông nó xù. Úi. Còn đằng này nữa các bạn nhá. Riêng ở khu vực này đã là bao tiền rồi anh nhỉ? Mua này em phải tính cho nó gần 300 triệu. Riêng cái khu vực này là gần 300 triệu chó các bạn. Mình sẽ hỏi giá từng con nhá. Con này 10 triệu đô là phải không nhỉ? Em là anh đô ạ. Em đô ạ. Em đô. Vâng. Kênh của em về cái gì chứ? Em ẩm thực văn hóa với du lịch ạ. Vâng. Con này 10 triệu. Con này nó là chó trắng mà anh. Chó trắng của anh Thiên này. Là 10 triệu á? 4 tháng 12 cân giá 10 triệu. Ủa. Chắc là mình cũng mang con chó nhà mình lên đây bán thôi. Cứ bảo mọi người xem kênh anh có thể, nếu mà thích dòng chó bản địa thì có thể vào kênh chó bản Bắc Hà hoặc là kênh quốc tuyển Bắc Hà nhé. Còn em chuyên về chó. Chó Bắc Hà thì là một trong tứ đại danh khuyển của Việt Nam các bạn. Đó chính là chó Bắc Hà này, chó Phú Quốc và hai loại chó nữa là chó gì anh nhỉ? Bốn loại chứ. Có bốn loại tứ đại danh khuyển. Phú Quốc này, Mông Cực này. Mông Cực với lại cái đó không phải. Đó gọi là Dingo. Dingo à? Vâng. Đó. Đây là dòng Mông Cực này. Sóc rất là nhiều. Mông Cực là nó cực tươi. Ôi còn đằng này à? Hai cái con này thì hai con này thì giá như nào đấy ạ? Con này đỏ hết khắp người mà. Chào bác Tô Minh Thanh nhá. Bác làm con này là bao nhiêu tiền? Dạ. 13 triệu. Có con này. 12 triệu. 12 triệu. Bắt đầu cái thằng ở dưới bản hồ ở dưới. Bác nào thích bắt con này? Chắc là hai ba mấy con này thì chắc phải đắt lắm này vì nó lông xù xù. Dạ. 6 triệu một con. 36.8. Ba em cộc nuôi này thì là thuần chủng các bạn, chó Mông Cộc Bắc Hà. 6 triệu rưỡi một con. Nếu mà nó to trở đến kia thì nếu mà đẹp như con to vừa rồi ấy, khoảng 90 triệu, 85 triệu một con thì thực sự là phải là người biết chơi chó thì mới dám bỏ tiền ra mua một cái con chó mà có giá trị cao đến như thế các bạn. Sao nó hiền thế nhở? Đây, con này hiền cực các bạn. Đây. Nhìn này, nhìn nó tuyền không? Lông mũi nó còn cam cam luôn này. Đi chợ phiên thì đang đi xem chó các bạn. Thì bắt gặp bố anh bán tầm 10 cây gạo các bạn nhé.
Cái này thì chính xác là tổng gửi cây gạo rồi, vì anh ấy đem đi thì sẽ có thân của cây gạo có gai này. Bây giờ mình sẽ lấy. Cái này ui, nặng thế. Hơn chục cân. Anh cân cho em lấy một nửa. Tấm gửi cây gạo này thì có tác dụng là chữa gan các bạn, rất là tốt. Có nghĩa là nhiều trong trường hợp thì có thể tác dụng điều trị, hỗ trợ ung thư gan đấy các bạn. Cực kỳ tốt cho gan, cho những người mà uống rượu nhiều và thải độc gan các bạn. Cái đem về phơi thì gia đình mình vừa dùng luôn, vậy là báo bó cua các bạn. Nhà mình thì hay đi tìm mua cái loại này. Nhưng cái loại này khu vực mình bây giờ cực kỳ hiếm. Bây phải đi xa, đi lên tận chợ Bắc Hà này mới có những cái dược liệu như này. Chị đem cho em nhờ tí nhá. Ô, chị được 5 cân rồi. Chị được à? Biết rồi, thêm một tí. 4 cân, 4 cân rưỡi. Thiếu năng lạng. Để em lấy đổ năng lạng. Lấy năng lạng. Tâm người cái gạo bác ạ. Thiếu 5 lạng nữa. Cái này như ở dưới đất. Ở trên cây mà chú. Đến đây các bạn, mình đang đi định đi lên chợ chính thì bắt gặp cái hình ảnh này các bạn. Mọi người bán lan. Chú ơi, cái cây thất điệp nhất chi hoa này bán như nào đấy? 600 nghìn một cây á? Cả trọng đấy. Nhưng mà củ này được mấy năm thì mới biết được chứ. Một năm một đốt nhỉ? Đúng rồi, một năm một đốt. Cái này chắc là được khoảng cái thất điệp nhất chi hoa này các bạn, gọi là bảy lá một hoa, thì người ta gọi là cái củ rắn cắn các bạn, thì nó có tác dụng chữa rắn cắn và một số vị thuốc rất là tốt nữa. Cây này hiện tại thì cực kỳ nó hiếm này, mọi người săn đón rất là nhiều nên là bây giờ giá thành nó cao lắm. Để mà muốn biết muốn biết là nó bao nhiêu năm tuổi ấy, các bạn thì sẽ đếm cái từng vòng các bạn, từng cái khớp, từng cái đốt của cái củ ấy thì mới biết nó là bao nhiêu năm các bạn nhá. Một đốt là một năm, còn năm đốt là 5 năm, 6 đốt là 6 năm các bạn. Thì cái này mình thì cái này mọi người sẽ đem về trồng sẽ giá khác các bạn, còn mình mua theo củ nó khác nhá, nó có giá khá là cao đấy, nó cũng ngang ngang với lại là tam thất các thứ ấy các bạn. Và cháu cảm ơn nhá. Đi từ khu chợ chó các bạn đến cái khu vực gần chợ chính thì cái khu vực này sẽ là cái khu bán những cái cành lan các bạn nhá, cành lan và cái cây này là cây gì đấy ạ? Hoa hồng rừng mà có màu trắng các bạn. Cái này mang về làm sao mà trồng được ạ? À, bây giờ mang về cắm để chơi thôi gì ạ? Vì mình thấy chú chặt ra. Hoa hồng rừng các bạn, có màu trắng này, có gai. Ồ. Vâng ạ. Quang vừa gặp anh để trên càn cấu xong. Vừa gặp trên càn cấu ạ. Đúng, hoa hồng rừng đấy. Đây. Còn đây là cái thân của nó này các bạn. Cái thân của nó. Và đây là... đây gọi là cái gì nhỉ? Mình chỉ biết là phong lan thôi, không biết gọi nó là cái gì. Phong lan. Đây, đẹp lắm các bạn. Cái này gọi là lan gì đấy anh? Lan hồ điệp à? Nghe tên đã thấy hay. À, đây các bạn, một cái loại dược liệu cực kỳ quý. Các bạn biết đây là gì không ạ? Đây chính là lan kim tuyến các bạn. Cái này thì là một cái loại dược liệu cực kỳ quý. Cái này chắc phải bao nhiêu tiền cái này? 150 cái này. Vài cây mini này đâu các bạn, cái hộp nó to rồi, cây nó bé tí mà. 150 mỗi cây 50.000. Bé tí này rồi, không biết trồng nó có lên không á. Rồi các bạn đi cùng mình vào đây đi. Chào, cảm ơn nhá. Ở khu vực này thì toàn là bán lan các bạn. Nguyên lan. Đẹp quá. Wow. Đẹp chưa?
sóc ấy. Đó. Con sóc. Con sóc ạ. Con sóc. Nó nói gì? Con sóc ạ. Ờ đây các bạn, đây chính là cái củ cho cháu. Cháu nhờ một tí. Đây chính là củ thất diệp nhất chi hoa các bạn. Cây này thì chắc cũng khá là lâu đời rồi. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm. Mua đi. Bao nhiêu tiền cây này? Cái này cân mới biết. Cân bao nhiêu tiền? Cân là 1 triệu mốt ạ. Đấy, 1 triệu mốt một cân các bạn. Thuốc. Thuốc. Thuốc chữa rắn cắn, nhiều loại thuốc lắm. Bà đúng không? Thuốc gì nữa nhỉ? Này nhiều loại. Nói chung là thuốc. Người biết dùng thì mới biết giá trị của nó, còn người không biết dùng thì coi như là một cái củ không là cái gì cả. Đó. Rồi. Chào cảm ơn nhé. Ở khu vực này bán nguyên lan này đẹp quá các bạn. Rồi các bạn để đi cùng mình ra đây nữa nhá. Được hôm đi chợ sớm các bạn, hôm nay là cái hôm mà mình đi chợ sớm nhất ấy, mà trời mới bắt đầu nắng lên thôi các bạn. Và gặp rất là may mắn, gặp toàn những dược liệu cực kỳ quý luôn. Lại một cây, hai cây thất diệp nhất chi hoa nữa này các bạn. Cây này thì có 8 lá cơ. Đây chính là cây củ tắc kè đá các bạn. Gần tí bạn ơi. Củ này có tác dụng gì hả chú? Dạ. Cái này nó chỉ ống thôi. Ngâm rượu uống đúng không? Dạ, vâng. Của tắc kè đá các bạn. Để ngâm rượu uống. Lan kim tuyến này. Cái này là cái này rất là thơm này các bạn. Cái này cực kỳ thơm. Cái này là cây gì đấy ạ? Đau phổi ạ? Thuốc phổi các bạn. À đây. Đây là củ 30 đúng không? Củ 30 có nghĩa là như này, người ta nó rất là nhiều củ ấy, người ta sẽ đem về đun nước uống. Đun nước uống đúng không? Củ 30, cái này thì trước khu vực mình nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mọi người đào hết rồi. Nó có cái dây lên và đào hàng búi như này luôn. Nó có mấy chục củ ấy, người ta gọi là củ 30 các bạn. Rồi. Đi ra đằng này một vòng nữa nhá. Hôm nay thì mình sẽ đi tìm mua dược liệu, cái chỗ nào mình cần thì mình sẽ mua thôi. Còn không thì giới thiệu cho các bạn. Và các bạn nào cần mua thì liên hệ mình các bạn nhé. Wow, đằng này thì toàn là cây hồng rừng các bạn. À một cái loại gia vị nữa các bạn này. Mọi người sẽ bán này để mang về trồng. Đó chính là cây thang cố các bạn. Thang cố ngựa Bắc Hà nổi tiếng thì cái gia vị mà không thể thiếu trong cái nồi lẩu thang cố đó chính là cái cây thang cố này. Nó có một mùi thơm, nó nồng đậm như là có dầu các bạn, nó thơm lắm. Thơm. Đây là cái cây khoai các bà hay mang ngoài danh nhai trầu ấy. Đây này. Là khu vực này thì chủ yếu là bán là hoa quả ở đâu? Hoa với lại là thân gỗ thôi. Trên dòng đời tấp nập, ai cũng đi mua dược liệu, ai cũng tay xanh nách màng các bạn. Rau này, mua rau, mua cỏ, mua rau, mua thuốc, các thứ. Hôm nay thì mình chủ yếu là đi hình cái khu vực dược liệu trên này thôi các bạn nhé. Vì hôm nay đi rất là sớm, những cái đồ người ta chưa đến mua đâu các bạn, thì sẽ có nhiều hơn. Đi lên khu vực trung tâm này sẽ là cái khu vực nhiều nhất này các bạn. Có thể cả vài tạ luôn. Wow. Ở đây có củ khúc khác các bạn. Củ này chắc phải tầm cả chục năm mất các bạn. Đó, như cổ thụ luôn rồi. Đi lên đây.
đi chợ phiên thì bắt gặp những cô gái hơ mông. À đây. Đây là đương quy các bạn, sâm đương quy. Ừ, đương quy. Đương quy này thì sẽ có thể xào với thịt bò các bạn nhé. Còn cái này có thể hầm gà hoặc là mình nói chung là mình có thể nấu ăn được. Đó. Bao nhiêu tiền một cân bà? 20.000 một cân á? 20.000 một cân. Một cân được nhiều không nhỉ? Em bóc chỗ này, còn cái chỗ này được. Nước chanh. À vâng, được. Này của chị nhặt ra rồi, đừng cho lẫn. À vâng. Rồi, trông nữa, cho quay lại. Lâu lắm rồi không đi chợ phiên mà đông như này các bạn, đông đúc như này. Các loại đồ. Ở đây có ốc ruộng này các bạn. Ốc ruộng này các bạn. À đây, rau cổ lam. Cây thuốc đảo của lam và làm thức ăn luôn các bạn, làm của lam xào. Rồi, mình sẽ đi vào trong này các bạn nhé. Ngõ đi đâu cũng thấy chỗ cần rẽ vào đây này. Ở đây mật ong các bạn, mật ong cả sáp. Đây là cây gì đấy chị? Chị không biết, chị biết bán. À, ô, còn cây này, củ này? Củ này chị bảo là sâm đá. Củ sâm đá. Củ sâm đá này, đây là tắc kè đá các bạn. Đây là thân bổ máu. Đây là củ gì đây ạ? À? Còn wow các bạn ơi, cây dứa rừng, quả dứa rừng siêu to khổng lồ, to quá. Bình thường mình thấy nó bằng 1/3 này là to rồi. Cây dứa rừng các bạn, sâm đương quy, dứa rừng. Còn đây là đa kích tím Bắc Hà các bạn. Đây ạ, à? Đây là ba kích tím Bắc Hà. Ba kích tím. Cái này bây giờ đang mùa ba kích rồi các bạn. Còn xa xa kia đó chính là tam thất tươi các bạn. Tam thất tươi đấy. Và ấu tẩu. Ngâm rượu. Tam thất tươi. Củ đấy là củ gì vậy? Củ đấy cháu. Sâm tươi. Đấy à, họ. Ở đây là sâm tươi nha. Sâm. À, đinh đăng nền. Họ. Không phải sâm. Không phải. Sâm đinh vàng cơ. Đây là gì cháu? Họ. Chắc nào không biết. Cái này củ gì đấy ạ? À? Đấy, sâm hay sâm đó. Đẳng sâm. Đẳng sâm. Một trong cái gia vị trong cái gói thuốc bắc ấy. À, trong cái đó, trong cái trắng trắng ấy. Nhiều lại hốc quá, chả biết được. Vì dân tộc thì nó. Dạ vâng. Mà ăn vào thì. Đây các bạn, đây chính là tam thất các bạn, tam thất tươi. Tam thất tươi. Ờ, một cái dược liệu cực kỳ độc và có độc các bạn, nếu mà không biết sử dụng. Còn biết sử dụng thì nó sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe. Ấu tẩu. Cái cây này cây gì đấy ạ? À? Chipo. Chipo Hà. Ở đây có cây dạ? Cây thất điệp nhưng mà nó còn non, nó bị gãy mất rồi. Đây là cây to, cây là bé tí. Đây ạ? À? Đây ạ? À? Cây này chắc là 1 năm tuổi đấy các bạn, cái củ nó bé tí này. Còn cái này là cái gì đấy bà? Cái này là khút khít. Hả? Khút khít à? Củ khút khít. À. Đây là lá kiêng, lá quang châu. Ơ, không phải lá khôi ạ. Lá kiêng châu.
À vâng, mình cứ nghĩ là lá khôi, nhìn xa xa tưởng là lá khôi nhưng không phải các bạn. Rồi, bây giờ đi vào trong đi, đó. Củ tam thất này, ba kích này. Đông người quá, đang không biết đi đâu vào đâu đây các bạn ạ. Thật sự là đông người. Chợ phiên đây mới phải chợ phiên chứ. Đằng này này các bạn. Cho em ghi hình tí nhá. Đây chính là sâm cau. Ui của anh có cây đường quy to thế. Cái loại này giá khác à? Loại này mà cao hơn. Nhỏ giá rẻ hơn đúng không? Còn tam thất này à? Tam thất tươi các bạn. Đây tam thất tươi. Thường thường người ta sẽ phơi khô rồi là tán bột các bạn để dùng với mật ong. Đến cái chỗ mà bên trong này thì buổi đêm thứ bảy sẽ diễn ra chợ đêm các bạn. Và đây, đi qua đây thì có khu vực giao lưu. Giao lưu thổi sáo, thổi kèn. Anh thổi đi ạ. Thế thôi. Cảm ơn nhá. Rồi ok các bạn đi di chuyển vào đây đi. Đang nhờ em cảm ơn nhá. Không sao cả. Ở trong này thì chợ đồ khô các bạn, đồ khô, dược liệu khô ấy, khu vực này, hạt rẻ này. Chú xem thôi, bao nhiêu tiền một cân? 60.000 một cân nhé. À, đây là ớt, ớt mường khương đúng không? Ớt cái này này là cái gì đấy? Là ớt ạ, nhưng mà chủ đó là loại xanh. Ớt tươi đúng không? À. Ok, chú cảm ơn nhé. Ô, sao nụ hoa tam thất mà nó to ấy nhỉ? À, cái này là hoa tam thất nó đã nở rồi các bạn. Còn cái bé bé là gọi là nụ hoa tam thất. Còn cái này là hoa nó đã ra hoa rồi ấy. Nó sẽ to hơn. Ô. Ở trung tâm chợ đây các bạn, trung tâm chợ chính đây. Không phải ở ngoài rìa nữa, các bạn đi vào đây với mình nhá. Bây giờ đi vào đây mua đồ mới là hợp lý này. Mình sẽ vào đây mua đồ ở trong cái khu vực trong này. Củ tắc kè đá này đây rất là nhiều luôn các bạn. Ở trong này này. Cái này có tác dụng gì chị? Đúng rồi. Cấm rượu và chữa đau lưng, đau xương khớp. Vì các bạn để ý nha, có những người dân đây là rất hay này, những cái cây mà nó nhìn giống cái gì thì nó sẽ tác dụng chữa cái đấy các bạn. Kiểu như thế. Cây này thì nó giống như cái củ xương ấy. Có khớp khớp này thì nó sẽ có tác dụng là chữa xương khớp. Đó. Gọi là cái gì nhỉ? Củ tắc kè đá. Vâng. Còn đằng xa kia là bát kích tím. Đương quy. Wow. Củ khô khác các bạn. Củ đấy chắc phải vài chục năm mất. Đúng rồi, phải chục năm mới thấy cái đấy mất. Rồi đi đường này đi, đi một vòng này. Video này thì mình sẽ ghi thật dài dài một chút các bạn nhé. Ở đây thì toàn rau rồi. Bán rau. Măng sạt này các bạn.
loại măng ngon nhất Tây Bắc ấy. Dâu xương cá. Măng này thì cực kỳ ngọt các bạn nhá, có thể nấu xào làm măng ớt cũng tuyệt vời. Anh chị. Cái này là mật ong gì đây chị? Mật ong khoái đúng không? Mật ong khoái thì tổ nó sẽ to hơn các bạn. Đây là cả tổ đây. Wow. Hai chậu này chắc phải tầm 4-5 kg mất. Ở đây mọi người sẽ 24 cân, 23 cân. Gần 50 kg các bạn. Cái này nếu mà lấy thì người ta sẽ hoặc là lấy cả sao hoặc là mình múc lấy cho họ đúng không? À đây đúng không? Đây là mật Bắc Hà. Đây là mật Bạc Hà. Mật Bạc Hà thì nó sẽ màu như này các bạn. Màu vàng chanh. Thịt ba chỉ gác bếp làm sườn. Thịt trâu gác bếp các bạn. Ở đây thì thơm quá. Em cảm ơn nhá. Nào đi đến đâu nữa nào. Xem có những gì là lạ hay hay nữa. Các bạn cùng xem với mình. Rồi các bạn, ngoài dược liệu ra thì ở trong này còn bán rất rất là nhiều thứ nữa. Đó chính là măng. Măng đắng rồi chị. Cái này. Cái này măng đắng à? Cái này là bông. À cái này luộc sẵn này. Còn cái rau này rau gì đây ạ? Rau củi. Hả? Rau củi. Rau củi, ui. Cái này là quế, ăn này ngon. Ôi dồi ôi. Rau này hay lắm các bạn. Nhìn nó đẹp. Cái này làm nào ăn à? Cái này làm nào ăn à? Xào với măng ăn đấy. Xào với măng ăn á? Ôi rau này có một cái mùi à. Nó ammoniac các bạn. Ammoniac. Giống mùi khai khai. Chị ngửi thử xem ạ. Cái này là cái gì? Ghi anh chị gửi đây. Mặt nó mùi nó hơi đậm đậm kìa. Khai khai đúng không? Phải. Cái này nấu mì tôm cho ăn, tao cho bò ra có được rồi. Phải. Cái mùi này như mùi khai ấy, mùi khai. Khai. Mùi khai khai các bạn. Không biết là sẽ ăn nó như nào nhưng mà mùi. Ờ đây có cái măng riềng các bạn. Mầm riềng. Mầm riềng. Mình sẽ mua một chút củ đẳng sâm này các bạn nhá, về ngâm rượu. Cái này thì có thể hầm với gà các bạn, tần với gà. Cái này là một trong cái vị trong cái gói thuốc bắc á. Vâng, nó mát. Nó mát. Cái này chuối mát đúng không ạ? Cái này mát thì chả có chấm kia kìa. Đun nước còn được cái gì? Đun nước uống được ạ. Đun nước uống được không ạ? Cái này ông bà đem về hai bác đem về làm cái ngâm rượu đúng không? Cháu mua về ngâm rượu. Nhưng mà cái này khả năng là bé. Bá còn 60 nghìn. Ui, đắng quá. Đắng quá. Vâng. Đắng quá, ngủ quá chết. Ui, đắng. Bóp vào túi. Bóp vào túi rồi nó lên ngắm chiều mà. Đúng mà. Túi để bóp luôn. Lấy túi. Thấy chưa? Hai con. Bê tí rồi, bê tí. Bê tí là, đây, bà Nga bê tí là 60 nghìn. Nhưng mà còn nó bốc thế này thì là 4 con. Hai con 80 nghìn này. Đấy, bốc hai con 80 nghìn. Bốc là hai con 80 nghìn. Bà Nga bà gì? Đi chợ này mà ngồi cùng các bà là cũng hay phết các bạn, được bớt rất là nhiều luôn. Mình thì không biết mặc cả.